Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện máy Minh Sơn. Ở trước mắt quý vị và các bạn đây là một bộ máy phun thuốc trừ sâu mà chúng tôi Điện máy Minh Sơn lên cho khách hàng. Thì các bạn có thể thấy được bộ máy này là bộ máy lắp ráp mà chúng tôi đã lựa chọn những cái phần động cơ, giá để và giá kê, giá bắt và đầu xịt để tư vấn lắp đặt cho khách hàng. Khách hàng thì sử dụng ở những cái nơi địa hình nó không có điện, vì vậy bắt buộc phải sử dụng động cơ xăng và muốn tiết kiệm và phun thuốc ở mức độ bình thường thôi, không cần quá nặng. Và thích những cái phần động cơ ở Nhật bãi, đầu áp thì hàng bình thường thôi. Bởi vì cái tổng quan khi mà lên bộ như thế này thì cái mức chi phí nó sẽ rất là khác nhau. Vì vậy mình đã lựa chọn cân nhắc để cho khách hàng cân nhắc lựa chọn cái phần chi phí làm sao cho nó hợp lý nhất với cái tầm tiền của khách và phù hợp với nhu cầu của quý vị khách của cái quý khách hàng nhất. Thì đây là động cơ mình đã sử dụng, một cái động cơ Mitsubishi cốt xéo tua chậm 4.4 HP GM132 nhá các bạn nhá. Và cái động cơ này thì 4 chấm nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mặt khác nữa, nó là động cơ cốt xéo tua chậm. Vì vậy, cái tải, cái vòng ấy, vòng quay tải của nó sẽ tương thích với cả cái đầu xịt áp lực này. Đầu xịt này thì mình chọn cho khách một là một cái đầu Zing D 520. Thì các bạn lưu ý vì sao chọn đầu Zing D? Bởi vì Zing D hiện nay nó là một cái thương hiệu mà có cái phần thiết kế, phần chất lượng ở cái phân khúc giá tiền nó rất là hợp lý, mà chất lượng nó tốt hơn, nhỉnh hơn hẳn so với những thằng khác luôn. Và mình đã chọn cho khách một cái đầu Zing D ZD 520 pin tục xứ. Một số bác sẽ thắc mắc là tại sao không chọn những cái đầu Nhật, bởi vì ấy, nếu mà giá của đầu Nhật ấy thì rất là cao. Bây giờ những cái đầu 311, đầu 311, 313 giá rất là cao, mà để kéo vào tải những cái động cơ này thì gần như nó không chịu được. Và theo mình nghĩ là nếu mà phun thuốc trừ sâu ấy thì Zing D nó là hợp lý rồi. Cái tầm tiền như này nó đã là hợp lý rồi. Zing D 520 thì là có mức giá là 2.550.000, đã có đủ dây hút, dây hồi. Và khách hàng đôi khi sử dụng để xịt rửa chuồng trại nữa. Do đó mình đã lắp cho khách thêm một cái đầu nối nhanh, để vụ muốn lúc nào muốn xịt rửa ấy, sân vườn ấy, thì dùng dây ngắn thôi, thì đấu trực tiếp vào đây. Đấy, còn nếu mà thích phun thuốc dây dài thì đấu vào bên này. Vì cái bên này nó có tận 3 cổng ra, 2 dây nhỏ và 1 dây to, thì rất là phù hợp. Kết hợp với một cái bộ giá kê chân vuông, có bánh xe di chuyển, rất là hợp lý, rất là dày luôn. Và đây các bạn có thể thấy sau khi lắp đặt thì nó lên thành bộ như thế này. Sử dụng dây A40 hai bản, dây hai dây A40 bản nhỏ. Đây các bạn thấy không, động cơ Mitsu cốt xéo tua chậm. Đây anh em nhìn ở trên ốp giật nó đã thể hiện rất là nhiều thông tin một cách rõ ràng để các bạn có thể lựa chọn. Đây 4 HP tua 2000 vòng thì sẽ tạo ra 4 HP, tức là khi các bạn chạy gắt ga nhất đấy. Còn con này khi mà các bạn chạy phun thuốc nhẹ nhàng ấy, thì các bạn chỉ chạy nửa ga là cũng ổn rồi, như thế cũng đã hợp lý rồi. Vì phun thuốc thì các bạn đôi khi không cần phun quá mạnh, nó chỉ cần căng dây là được rồi. Đây đầu ZD 520 pin tung xứ 2.550.000, rất là đẹp nhá. Đầu này thì hiện nay nó là cái đầu phần gọi là đầu mới, hiện nay là cái phân khúc hàng chất lượng ổn nhất rồi, với mức giá rất là hợp lý, hơn 2.550.000 nguyên đầu này. Và các bạn thấy không, khi mà kết hợp lên bộ như thế này thì nó sẽ thành mức giá khác nhau. Bởi ví dụ như các bạn chọn đầu ví dụ Kawa, Hama thì giá nó khác. Chọn đầu Honda GX200 mà tua chậm thì nguyên cái đầu đã hơn 8 triệu rồi. Thì khi mà các bạn lắp lên bộ như này thì nhiều bác cứ hỏi là chọn bộ là bao nhiêu tiền. Thì thật sự luôn là chọn bộ này nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng, phụ thuộc vào cái chất lượng, những cái chi tiết mà các bạn lựa chọn. Ví dụ như các bạn chọn cái khung giá mỏng, khung bánh xe nó đã rẻ hơn rồi. Chọn những cái động cơ Honda xịn tua chậm thì giá nó khác rồi. Sử dụng động cơ Nhật bãi tua chậm giá lại khác, sử dụng động cơ Trung Quốc tua chậm nó lại giá khác. Thì tùy theo mức giá của quý vị các bạn thôi, mình vẫn có thể tư vấn cho các bạn làm sao mà hợp lý. Bây giờ các bạn chọn đầu dây da nữa, các bạn chọn dây da càng dài thì nó càng đắt. Các bạn lắp càng thêm nhiều phụ kiện như là dơ le, tảm áp, súng, xiếc các thứ vào thì nó lại đắt hơn. Thì tùy theo cái tầm tiền thì các bạn sẽ lựa chọn được một chiếc máy nó ưng ý nhất. Rồi, mình đã lắp bộ máy này lên cho khách và mình sẽ test cho khách để cho anh khách có thể theo dõi được. Tất nhiên rồi, nguyên cái đầu này đã 2550, cộng đầu này cộng với khung giá thì bộ này lên thành khá là cao. Cao là theo mình thấy là nó cao hơn so với mức tài chính trung bình mà các bạn hay lắp những cái đầu xịt chất lượng kém, hoặc là sử dụng những cái động cơ xăng chất lượng kém thì giá nó sẽ khá là cao. Nhưng mà các bạn sẽ xem hiệu quả của nó có phù hợp hay không thì mình sẽ test cho bạn xem, để các bạn biết được cái khả năng vận hành của nó như nào, cái mức độ tiêu hao nhiên liệu, rồi là cái khi mà các bạn gắt ga lên cái hiệu
cái áp lực ra bao nhiêu nước như thế nào và cái độ rung lắc của nó có hay không. Thì từ đó thì các bạn sẽ biết là cái bộ này nó có phù hợp với quý vị các bạn hay không. Rồi nếu các bạn có nhu cầu mua hàng như thế nào, cứ liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Các bạn cứ nói ra yêu cầu của các bạn, ví dụ các bạn muốn lắp như thế nào thì mình sẽ tư vấn báo giá chi tiết từng bộ phận luôn, bóc tách, gọi là bóc tách ra và báo giá cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng cân nhắc và lựa chọn những cái bộ máy nó phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với túi tiền, phù hợp với tài chính của quý vị các bạn. Rồi sau đây chúng tôi sẽ thử lắp dây cấp, dây ra và đấu vào cho các bạn xem khả năng vận hành của nó như nào nhá. Ok. Thank you.